thông tin trong lĩnh vực y tế. Piuja đang là phương pháp thẩm mỹ được nhiều người lựa chọn bởi mang lại hiệu quả tẩy da chết, làm mới làn da. Tuy nhiên, bất cứ phương pháp làm đẹp nào, dù có mang lại hiệu quả đến đâu, thì vẫn có thể xảy ra rủi ro nếu làm không đúng cách. Thời gian qua, thì Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh đã liên tiếp nhận được các ca tai biến do tự piuja tại nhà hoặc những cơ sở thẩm mỹ không phép. Với mong muốn chữa nám, bệnh nhân này đã đến một cơ sở spa và được tư vấn piuja. Sau hai lần thực hiện, da mặt cô ngày càng đen, sạm. Nám đó này thì nó bỏ thuốc tự cho nó kêu gì sức rồi, xong tôi rồi cái thấy cho nghĩ gì mà mình thấy cái da nó còn gục lại, cái nó kem á, nó sinh rồi nó thẹ. Cái rồi nó lấy tao kêu đen quá, nó kêu cô phải lột lần nữa, chọn lột lần nữa là chết. Có trường hợp kích ứng da do sử dụng các chất bôi không rõ nguồn gốc hoặc sử dụng hoạt chất piuja không đúng được Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận hàng ngày. Thí dụ bệnh nhân chỉ có một cái tình trạng viêm da tiếp xúc thôi, hoặc là tình trạng hồng ban, tình trạng kích ứng thôi. Có thể sử dụng đơn giản những cái thuốc uống, thuốc bôi, nhưng mà những cái trường hợp nó nặng nề hơn, chẳng hạn như là nhiễm trùng sâu ở trên da, thì có thể bệnh nhân phải nhập viện và phải sử dụng kháng sinh trong nhiều ngày. Và sau khi mà chúng tôi kiểm soát được cái tình trạng nhiễm trùng và tình trạng viêm đó, thì thậm chí là sau đó còn phải phục hồi về cái mặt thẩm mỹ cho bệnh nhân. Bởi vì một cái tình trạng viêm mà nó nặng nề như vậy, sau đó có thể để lại những cái hậu quả, chẳng hạn như là tăng sắc tố sau viêm hoặc mất sắc tố sau viêm, hoặc nặng nề hơn nữa là những cái sẹo sau viêm mà rất là khó để có thể hồi phục lại được. Peel hiểu đơn giản là lột da, tẩy da. Mức độ thấp có thể làm tại nhà là các sản phẩm tẩy tế bào chết. Nhưng với các phương án điều trị mang tính chất tẩy da, peel da chuyên sâu cần phải có sự thăm khám, tư vấn và được thực hiện bởi các bác sĩ da liễu có chuyên môn. Mở rộng phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế cho người tham gia, Bộ Y tế đề xuất người bệnh mắc các bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo có thể sẽ được bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí điều trị, theo Thời báo Tài chính Việt Nam. Tại dự thảo luật bảo hiểm y tế sửa đổi, Bộ Y tế đề xuất sửa đổi bổ sung một số quy định về phạm vi được hưởng, mức hưởng bảo hiểm y tế và điều chỉnh tỷ lệ chi trả bảo hiểm y tế. Đặc biệt là đề xuất bổ sung quy định người bệnh được chẩn đoán xác định đối với một số bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật hoặc sử dụng kỹ thuật cao, hoặc một số trường hợp cấp dưới không đủ năng lực chuyên môn sẽ được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo mức hưởng quy định. Đồng thời, quy định mức hưởng bảo hiểm y tế 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với một số trường hợp đặc thù không phải theo trình tự, thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Đầu tư từ Mỹ vào Việt Nam được dự báo sẽ khởi sắc trong thời gian tới. Theo đó, những lĩnh vực được nhà đầu tư Mỹ quan tâm là năng lượng sạch, công nghiệp bán dẫn, sản xuất, dịch vụ tài chính. Theo báo Kinh tế và Đô thị, từ ngày 18 đến 21 tháng 3, 50 doanh nghiệp công nghệ, năng lượng, hàng không, quốc phòng, nông nghiệp, thực phẩm của Mỹ sẽ sang Việt Nam nghiên cứu thị trường, mở rộng đầu tư. Đây là năm thứ hai Việt Nam đón đoàn doanh nghiệp Mỹ với số lượng lớn đến thăm và tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường. Đại diện Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài cho rằng việc các doanh nghiệp lớn từ Mỹ liên tục đến Việt Nam tìm hiểu cơ hội và cam kết mở rộng đầu tư. Nếu nắm bắt được cơ hội thì dòng vốn FDI này sẽ có sự thay đổi lớn cả về số lượng và chất lượng. Một bài viết trên báo Đại Đoàn Kết. Cải tạo chung cư cũ là một trong những ưu tiên hàng đầu của Hà Nội trong nỗ lực tái thiết xây dựng đô thị. Để tháo gỡ những nút thắt này, trước hết cần có sự cân bằng lợi ích giữa nhà nước, người dân và chủ đầu tư. Báo Đại Đoàn Kết có bài viết, theo phân tích của giáo sư tiến sĩ Đặng Hùng Võ, suốt 20 năm qua, chỉ có 1% số nhà chung cư cũ nát ở Hà Nội được cải tạo, sửa chữa do có 3 nút thắt dẫn tới những vướng mắc. Thứ nhất, đó là chính sách đất cho nhà chung cư được sử dụng dài hạn và thiếu phù hợp với cách thức phát triển nhà ở chung cư. Thứ hai, theo Nghị định 101 năm 2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, quy định việc tháo dỡ chung cư cũ, nhà tập thể cũ phải được sự đồng thuận của 100% chủ sở hữu. Thứ ba, đó là cách thức để mang lại lợi ích cho chủ đầu tư bỏ tiền ra cải tạo chung cư cũ. Để cải tạo chung cư cũ thì việc xã hội hóa thôi chưa đủ, mà cần phải hài hòa 3 nhóm lợi ích trong vấn đề này, đó là người dân, doanh nghiệp và thành phố. Liên quan đến sự tăng giá rất mạnh của đồng tiền kỹ thuật số Bitcoin trong thời gian gần đây, trên báo điện tử VOV có bài viết Bitcoin tăng giá kỷ lục, dẫn dắt hay làm lạc hướng.
Theo chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu thì hiện tại trong nền kinh tế Việt Nam, những thị trường như thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản, tiền gửi ngân hàng và ngoại tệ có sức hấp dẫn tương đối giới hạn, thì đồng Bitcoin không bị ràng buộc bởi bất cứ một hạn chế nào, giới hạn nào, và vì thế khi tăng giá, nó lại trở thành một sản phẩm tài chính, một kênh đầu tư rất hấp dẫn cho nhiều nhà đầu tư. Tuy nhiên, khuyến nghị các nhà đầu tư Bitcoin hay các đồng kỹ thuật số hãy cẩn thận vì giá Bitcoin được định bởi cung cầu trên thị trường mà không có bất cứ một quốc gia nào bảo vệ và chưa được thế giới công nhận. Thưa quý vị, dự án đường vành đai khu công nghệ cao Hòa Lạc đang là kỳ vọng về phát triển kinh tế và sự đổi thay về diện mạo mới cho khu công nghệ cao Hòa Lạc và lân cận khi hoàn thành. Tuy nhiên, nhiều người dân cũng băn khoăn, thậm chí là lo lắng, bất an về chỗ ở khi bị thu hồi đất, nhất là về giá đền bù. Điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của dự án. Đây là những nội dung mà người dân huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội phản ánh về Alo Cử Tri. Gia đình anh Hùng như ngồi trên đống lửa sau khi biết toàn bộ diện tích đất của gia đình mình sẽ bị thu hồi. Mất đất, mất nhà, ngay cả cái quán photocopy hiện đang là nguồn thu nhập chính nuôi cả gia đình, bà thể cũng sẽ mất. Với cái mức đền bù 35.000 mét vuông, thực sự là chúng tôi cảm thấy hoang mang và cảm thấy rất là lo lắng cho cái cuộc sống tương lai tới đây của bản thân gia đình nhà tôi, của các người thân của chúng tôi, cũng như thể toàn thể các bà con có đất bị thu hồi trên dự án. Chúng tôi thực sự là nhiều khi muốn khóc mà không khóc được. Bây giờ nếu mà mới mức đền bù như thế thì chúng tôi không biết là mình sẽ đi về đâu, ở đâu và tương lai của gia đình tôi nó sẽ như thế nào. Chỉ được đền bù 35.000 đồng trên một mét vuông, số tiền không bằng một bát phở, rồi lại không được cấp tái định cư. Thông tin này đã khiến cho hàng trăm gia đình bất an vì không biết mai này sẽ đi đâu, ở đâu, mua được chỗ ở nào khác với số tiền đền bù như vậy. Nhà chúng tôi là ở đây là 3-4 thế hệ nay rồi, mà hiện nay là Đảng nhà nước làm đường là chúng tôi nhất trí mà đền có 35.000 một mét vuông. Thì chúng tôi nói thật sự là không muốn, không biết là ở vào đâu, mà đi đâu. Thì muốn là Đảng nhà nước là phải đền bù cho chúng tôi tí tái định cư để cho dân lấy cái chỗ ở cho nó yên phận. Cách thôn Long Phú không xa, hàng chục hộ dân tại thôn Hòa Phú cũng đang rơi vào tình cảnh tương tự. Hoàn toàn chúng tôi không biết làm thế nào để có cái cơ sở để sinh sống. Chúng tôi đến đây, thậm chí như tôi, hơn 70 tuổi nhưng mà bây giờ 4 thế hệ thì chúng tôi ở đây. Khi đi có 2 thế hệ, giờ 4 thế hệ. Cái mảnh đất trên cái mảnh đất này để san sẻ cho con cái với cái thế hệ sau. Mà không may dính cái dự án mà đền bù được quá béo. Mức độ chúng tôi không thể chấp nhận được. Trong cái quá trình lao động, sản xuất, gia đình nhà chúng tôi đã phải đổ mồ hôi nước mắt mấy chục năm trời để xây dựng nên được một cái chỗ gọi là chỗ sinh sống. Nếu như cái số tiền đền bù như của nhà tôi thấy là tôi chẳng có cái hướng đi nào cả. Giải thích về việc này, Hội đồng Bồi thường, Hỗ trợ và Tái định cư huyện Quốc Oai cho rằng đất ở và đất trồng chè của các hộ là đất được công ty cổ phần chè Long Phú giao. Do đó, khi thu hồi chỉ tính tiền bồi thường, chi phí đầu tư vào đất, chứ không bồi thường về đất hay bố trí tái định cư khi thu hồi. Trên thực tế thì là mức áp giá đền bù và do các cái cơ quan chức năng họ thẩm định là 35.000 trên một mét vuông. Tức là đây là nó tương đương với đất nông nghiệp. Bởi vì là cái nguồn gốc thì là do cái công ty cổ phần chè Long Phú họ giao cho các hộ dân. Thì đây là cũng một cái vấn đề là với bà con cũng đang chưa đồng tình với cái giá đền bù này. Không đồng tình với phương án đền bù, hàng trăm hộ dân có đất bị thu hồi vẫn tiếp tục gửi đơn khiếu kiện đến các cơ quan chức năng có liên quan để yêu cầu xác định lại nguồn gốc đất của họ. Trong cái quá trình vấn đề mà thực hiện cái dự án này thì chúng tôi cũng đã có đề nghị vấn đề là đối với các cấp, đặc biệt là đối với Ủy ban dân huyện. Ít nhất cũng đã có 2 lần trong hội nghị chúng tôi đã có ý kiến trực tiếp về cái việc vấn đề giải phóng mặt bằng. Làm thế nào để cho bà con vấn đề là có cuộc sống ổn định. Dự án đường vành đai khu công nghệ cao Hòa Lạc mặc dù được phê duyệt từ cuối năm 2019, thế nhưng tiến độ giải phóng mặt bằng dự án rất chậm do vấp phải sự phản đối của các hộ dân. Vậy thì phương pháp xác định nguồn gốc đất của Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ và Tái định cư huyện Quốc Oai như thế nào mà lại khiến hàng trăm hộ dân có đất bị thu hồi phản đối? Truyền hình Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị trong chương trình sau.